rẻ hơn 60 triệu so với xe mới. Liệu các bạn có bỏ ra số tiền là 140 triệu để sở hữu một chiếc xe như thế này hay không? Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Đăng Xe Tải đây. Thì thực tế thì bình thường thì mình chuyên hai cái dòng xe đó là Olin và Kia, nhưng lâu lâu mua được một con nó đẹp và giá thì nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng nó hợp lý. Tại vì rằng là với những cái mẫu xe Trung Quốc như thế này, tất nhiên là liên doanh Việt Nam rồi, Thaco lắp ráp nó cũng phải cũng là một cái hãng uy tín và to lớn, chạy nó cũng khá là ổn định. Nhưng nếu là mình là một người khởi nghiệp, mình sẽ chọn xe lướt. Cái vấn đề khi mà chọn xe lướt là phải chọn đúng nó có thực sự là lướt hay không. Chỉ sợ rằng bỏ số tiền đấy đi mua xe lướt mà lại mua nhầm xe lát, thế thôi. Còn đâu rẻ hơn được 60, nó là một nguồn tiền nó khá lớn đối với những ai đó mới bắt đầu vào công việc chở hàng vận tải chứ, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay giới thiệu với cả quý vị và các bạn một mẫu xe Thaco Tourer 800 đời 2019, nhưng mới đi có một tặng hai thôi, lốp sơ cua hoàn toàn chưa hạ, tất cả hoàn toàn như mới. Mời tất cả quý vị theo dõi chi tiết. Thì ở đây mình sẽ chỉ luôn với tất cả quý vị và các bạn cách để xem một chiếc xe nước nó như thế nào, tập trung vào những cái điểm nào. Đầu tiên khi xem xe, chúng ta xem một cách tổng thành này. Đầu tiên cái mắt chúng ta nhìn một chiếc xe lướt thì nó phải ướt át đã, chứ không thể nào bảo làm xe lướt mà nhìn nó bẩn con trâu đồng được, đúng không ạ? Màu sơn úa vàng các thứ được. Riêng cái màu trắng này nếu mà không có máy mưa chỉ cần để một tháng hai tháng thôi nó xuống hết màu, là phải đánh bóng lại. Nhưng chiếc xe này là chính tên chính chủ, một chủ từ mới từ đầu. Ngay cả cái mắt đèn này thôi chúng ta nhìn một phát nó đã yêu rồi. Ngay cả những cái kính này thôi nó còn nguyên những cái tem mã vạch này, nguyên mã kính này đấy, từ những cái đèn pha rồi là những cái đèn gầm này, nguyên ba đầu sóc nguyên, ốc nguyên, được chưa? Lốp, đến phần lốp cũng là lốp nguyên bản, và sơ cua cũng là sơ cua chưa hạ, sơ cua chưa hạ, tại vì sơ cua chưa hạ. Tôi thấy rằng xe này nó đúng đời và nó mới, nó giữ gì đây, sơ cua là chưa hạ luôn, cộng với sơ cua đây, sơ cua ở đây thì dễ hơn này, nhìn xem sơ cua ở đây, cộng với những chiếc xe lướt là những chiếc xe mà phải đảm bảo được là máy zin và sơn zin. Quý vị và các bạn thấy ở đây những cái tem của Chu Lai nó vẫn còn đấy, tem của Chu Lai nó vẫn còn đây đấy. Còn nếu mà chê như con này thì đúng là chỉ chê mỗi cái khóa này là nó kiểu người ta lùi, người ta không giữ được cái khóa này, là người ta sơn chống rỉ vào. Máy đây. Này nó ở dưới gầm, cái bọn xe nhỏ nhỏ nó ở dưới gầm, máy ở bên kia, bên này thì nhìn thấy là củ phát đấy. Đấy, máy để chúng ta xem bên kia nó dễ hơn. Đấy, ôi con này nó có lọc nữa, con này nó có cả tò vò làm tổ luôn. Đi ra đi, cái tò vò làm tổ. Máy nó chưa sửa. Đấy. Và các bạn nhìn cái dây này, cái dây này nó có cả đời nha. Đây. Nhưng mà chữ tàu thì chả hiểu cái gì đâu. Thường cái dây này nó có đời. Đây, ghế đã được bọc ra rồi, thì sang bên kia chân máy. Đấy. Đấy, mình mặc cái này ra, bật cái ghế này ra, thả xuống. Bẩn nhem luôn, chưa rửa gì, bẩn nhem luôn. Và thế đây, cái máy vẫn rất là bẩn, nhưng mà tí nữa thì mình tân lên thì mình về bãi nhà mình đã rửa sạch rồi. Như đây, đấy, chỉ là lâu ngày là đất bẩn các thứ nó két vào thôi, tất cả mọi thứ. Đây, bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, này, thấy chưa, sáng choang luôn. Đấy, tất cả màu máy, mặt máy sáng choang luôn. Đấy, ngay cả những cái gọi là dấu chấm sơn ở những cái chi tiết nhỏ nhỏ, bình nước phụ này, bình nước gạt mưa này, nó vẫn còn nguyên sơn đấy. Đấy là một số những chi tiết mà chúng ta nhặt. Máy zin, thân vỏ zin đấy, cột đây, tất cả cột đấy,
xem xe nhỏ nó dễ hơn xem xe to. Xe to thì chúng ta đôi khi chúng ta bỏ quên, xe nhỏ thì chúng ta xem nó dễ hơn. Kính zin này, cột này zin này. Và cách đơn giản nhất chúng ta gõ này, tôn hết. Không, còn này nó mỏng mà. Gõ thì nó bắt đầu nghe tiếng tôn hết. Ngay bịch bịch là chán đời rồi. Đấy. Đấy. Xem đến nội thất, xem sau hết tất cả nội thất, rồi là gầm, rồi là thùng. Thì chúng ta đi thử, thử tất cả số 1, 2, 3, 4, 5 rồi tiến lùi, xem nó có nhảy số nào không, có vào ngọt ngào hay không. Thế thôi, cơ bản nó là như vậy thôi. Không có gì mà phức tạp cả. Nhiều người gặp rất là nhiều trường hợp anh em là đi xem xe lần đầu là sợ, thế là dẫn thợ đi xem cho. Mà cái giống mà dẫn thợ đi xem cho mà cái bản thân cái người mua xe người ta lại chưa có kiến thức về xe thì rất dễ bị là lập trình, người ta gọi là lập trình. Đấy. Chủ rất là đơn giản thôi, và những con này thì có chủ nó làm ngay quả quạt, quạt tốc hành cho nó mát. Đấy. Không cần điều hòa luôn. Đấy. Đời 2019. Tất cả chi tiết là có ổn. Ở đây có một cái màn hình như này. Đấy, một cái màn hình nghe nhạc cắm USB vào đây là, hoặc là bật Bluetooth là hoàn toàn có thể nghe nhạc thôi. Đấy. Máy rổ thì thầm. Được chưa? Đấy. Chỉ cơ bản là như vậy thôi. Còn bây giờ nó sẽ đến cái phần lái thử xe đúng không? Lái thử xe thì đây, mời các bạn cùng theo chân mình. Đấy, để cùng lái thử chiếc xe này. Ở chưa? Trước khi lái thử anh em nhìn phần thùng đã lót này. Phần thùng đã lót rồi. Và chúng ta đỡ phải lót. Và tóm lại mình mua xe cũ hay mua xe lướt thì anh em những cái phần này nó sẽ không tính vào giá trị xe, nhưng mà có thì càng tốt. Có thì càng tốt. Đấy. Đây. Anh bật. Đấy. Cái đồng xu anh bật quá là nó không tiếp xúc. Trời nóng này, cho nên là đi đâu cũng cần mưa chai nước đá anh em ạ. Nhiều anh em ngại là con này chưa có trợ lực điện thì bảo nó lặng. Nhưng mà quý vị và các bạn phải hiểu rằng nó là trợ lực bánh răng thanh đằng. Nghĩa là khi mà anh em di chuyển thì các bánh răng nó tạo lực, tạo đà cho. Thì khi ấy thì đây, các bạn có thể thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng rồi. Trợ lực nó nhẹ quá. Đó, và theo trợ lực nữa là không cảm giác. Chứ nó không phải như dòng xe 1 tấn hay là 2 tấn. Con này thực tế ai quên gọi nó là dòng xe 5 tạ thôi. Chẳng qua thang đời cao này thì từ đời 2018 trở lên là nó được nâng tải lên là 900 cân thôi. Còn ngày xưa nó chỉ có 750 cân. 650 cân. Thế thôi. Đấy. Thì những con nước này nó khác gì xe mới đâu. Những con mới bây giờ là 186 triệu là xe sắt xi, chưa thùng, cộng thùng và ra tên đăng kiểm, cộng bảo hiểm thân vỏ nữa là rơi vào tầm 205 triệu, tầm đấy. Thì bây giờ bỏ ra tầm 140, đang bán là 145, nhưng anh em theo dõi video clip này để em 140. Mình nghĩ rằng nó là hợp lý, còn đâu là quan điểm của quý vị và các bạn như thế nào, hãy cứ bình luận phía bên dưới màn hình để mình được biết, đắt rẻ thì cũng bình luận để mình được biết. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của anh em Đạt Xe Tải. Chúc tất cả quý vị và các bạn sau những clip của mình là tự tin, tự mình, tự chọn mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của anh em Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.